Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lời nói đầu cho MC Thanh Hương gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị. Em tên là Nguyễn Thanh Hương, học lớp 4/3, đến từ trường tiểu học Lương Thế Vinh. Hôm nay em xin được nói về chủ đề môi trường, thế giới quanh ta. Nếu các bạn không biết thì những chai nước, túi ni lông hoặc những túi bóng phải mất đến 400 năm hoặc 500 năm thì mới có thể phân hủy được. Vì vậy, muốn trái đất của chúng ta không tràn ngập trong biển rác, chúng ta hãy giữ gìn vệ sinh thật tốt, nói không với rác thải nhựa để thế giới của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp. Chủ đề của MC Thanh Hương đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!